xuống từ sinh hoạt của đồng bào người dân tộc Mông trong bữa tiệc Tết đình xuân về. Đây được gọi là lì xì, là việc thường được làm vào trong tối ngày 30 Tết. Khi bước vào sự kiện này, sẽ loại bỏ được những điều suy giảm, không tốt đẹp ở ngày năm cũ và bước vào một năm mới đầy tốt đẹp và sung túc hơn. Cảm ơn tiểu phương rất đặc sắc và rất là của 12 A3.